Hello mọi người, và hiện tại thì mình đang ở một cái nơi mà mình nghĩ là một lát nữa thì các bạn sẽ biết. Hôm nay thì mình sẽ đi thử một cái trải nghiệm mới, bởi vì thật ra là khá lâu rồi mình không làm video cho mọi người. Và như mọi người đã biết thì mình là một người khá là thích những cái món đồ custom, những cái món đồ mà mang cái tính cá nhân, mang cái tính thương hiệu rất là cao thì mình đều rất là thích. Nhưng mình đã làm rất là nhiều thứ rồi, ví dụ như là bộ reel này, hay là những cái món trang sức bằng vàng, bằng bạc, rồi một số những cái thứ khác. Thì ngày hôm nay mình có một trải nghiệm mới. Mình đi đặt một chiếc tai nghe custom. Mà thật ra thì mình cũng là một cái người mà cũng khá là thích hưởng thụ về cái âm thanh ấy. Thế nên là mình đã sau một cái hồi thời gian đắn đo, suy nghĩ khá là dài, thì mình đã quyết định là đi đến Legacy để đặt cho mình một chiếc tai nghe custom. Thì hôm nay thì mình sẽ đi đến đây để lấy cái khuôn tai ở bên tai mình trước. Rồi sau đó thì bạn maker, bạn ấy sẽ làm cho mình một cái tai nghe chuẩn với cả cái khuôn tai của mình. Thì mời mọi người hãy cùng tham quan qua một chút về Legacy. Thì giới thiệu với các bạn, thì đây là bạn Thảo, là một bạn sẽ phụ trách cho mình về cái việc là làm khuôn tai, rồi lên thiết kế các thứ cho cái sản phẩm của mình sắp tới. Thì không biết là Hải muốn giới thiệu cho mọi người một chút về những cái sản phẩm mà Legacy đang cung cấp, như là đang kinh doanh. Chào các bạn, mình là Hải. Có thể các bạn có nhìn thấy mình trên một số diễn đàn về âm thanh. Thì mình là làm trực tiếp tại Legacy Ear. Hiện tại Legacy Ear đang là đơn vị làm tai nghe custom. Để nói về tai nghe custom thì chúng ta có thể tưởng tượng đến đó là một cái dòng tai nghe chuyên biệt để sử dụng cho những mục đích chuyên biệt hơn. Ví dụ như là bạn muốn một chiếc tai nghe nó cá nhân hóa, đấy là một phần. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng để đi làm nhạc hoặc là diễn live trên sân khấu. Thì mình cũng đã cung cấp những cái dịch vụ như là làm tai custom cho những nghệ sĩ, ca sĩ. Và đó là những cái mà mình cung cấp tại Legacy Ear. Bởi vì thật ra là mình thấy là cái tai nghe custom ấy, nó rất là hay ở chỗ là nó mang được tính cá nhân, cũng như là mình khi mà mình xem ca sĩ hát live ấy, họ đeo cái tai nghe trông rất là ngầu, nên là ngày mai mình cũng muốn là làm một cái. Thì trước đấy mình đã liên hệ bạn Hải trước rồi để có thể là hỏi qua một chút về những sản phẩm của Legacy. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến đây để lấy khuôn tai. Thì bây giờ là phiền Hải sẽ lấy khuôn tai giúp mình. Ok, thì đầu tiên mình cần check qua cái bên trong tai của bạn xem có gì không. Sau khi mình đã check qua cái khuôn tai của bạn, nó không có vấn đề về bẩn hoặc là dị tật. Thường thì nếu thường mình lấy khuôn tai, cái dị tật ở trong tai, ví dụ như mụn chẳng hạn, nó sẽ làm biến đổi cái cấu trúc của tai. Và sau khi mình đã làm có cái cấu trúc mụn ở trong đó, và khi bạn khỏi thì leo nó sẽ không được fit nữa. Và đấy là cái quy trình tỉ mỉ nhất trong phần thuốc. Tuy nhiên đối với những người nào mà có mụn ở trong tai thì khả năng là phải đợi hết mụn thì mới lấy được, đúng không? Chính xác rồi, nó gọi là viên tai. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần một cái bông để chặn trước cái màng nhĩ của bạn trước khi mình bơm cái silicone vào trong tai để định hình. Cái này thì sẽ theo bạn cảm nhận nhé. Thì bạn khi mà bạn cảm thấy nó đủ độ sâu rồi, gần chặn màng nhĩ, thì bạn có thể bảo với mình. Mình nghĩ là được đấy. Ok. Mình nghĩ là cái khuôn này thì nó cũng sẽ khá là giống với cả cái việc là lấy khuôn răng, đúng không? Chính xác rồi. Ra khuôn răng thì mình cũng có làm việc với một bạn, có thể các bạn biết đó, bạn kiểu B. Thì cái khuôn răng nó sẽ là một cái dạng bột trộn với nước. Còn cái khuôn của mình nó sẽ có một cái tỷ lệ cong ngót ít hơn so với khuôn răng, bởi vì khuôn răng thì nó có thể linh động được, còn khuôn tai thì nó cần cái độ fit tuyệt đối hơn nhiều. Đây là hai cái silicone, hai thành phần mình đã lấy từ hai phần tỷ răng. Thì tất cả những cái silicone mà mình đưa vào tai bạn thì toàn bộ mình mua từ bên trợ thính, từ ship từ bên Đức, và ngành trợ thính của bên Đức gần như là ngành trợ thính tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Thị trường. Thì
nếu một người mà hay chơi custom thì đến với tai nghe custom có vẻ thời điểm này có vẻ khá muộn nhỉ? Thực sự là mình trước đấy mình cũng tìm hiểu rất là nhiều về cái tai nghe custom này rồi, nhưng mà nó có cả loại universal ấy, là cái loại mà không không theo khuôn tai. Bạn có thể một thằng được không? Và khi mình bơm vào thì bạn hơi há miệng một chút nhé. Đây là khi lấy một cái khuôn tai, còn lấy một bên tai còn lại thì có thể là bạn sẽ không nghe thấy gì ở bên ngoài cả. Đúng rồi, tại vì thằng khá là chậm, không nghe cái gì hết. Đấy là một cái lợi thế của tai nghe custom, nghĩa là khi mà bạn đeo vào thì bạn sẽ có một sự cách âm bị động là tốt nhất. Một số nghệ sĩ khi mà người ta muốn giao tiếp với khán giả trên sân khấu thì họ thường đeo một bên và bỏ một bên xuống. Đấy là cái mà mọi người có thể nhìn thấy thường xuyên khi mà xem một ca sĩ nào đấy hát ở trên sân khấu. Sau khi mà mình lấy được hai cái khuôn tai thì bây giờ thì bạn sẽ tư vấn cho mình về cái driver mà mình sẽ sử dụng trong cái tai nghe của mình. Thì thực ra thì nó có khá là nhiều mức giá, còn về chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với các bạn Hải cũng như là Legacy Ear để các bạn có thể biết thêm về mức giá, thì mình sẽ không có mức giá trên này đâu. Ok, thì đối với những chiếc tai nghe thông thường như các bạn mình sử dụng như là AirPods, còn những cái tai nghe từ trước giờ thì nó sử dụng bằng loa. Nó giống như những cái loa ở trên mà ba mẹ mình hay sử dụng ạ. Nó sẽ có một cái màn tròn và nó rung động. Nhưng đối với những chiếc tai nghe hiện đại bây giờ, họ cần ghép nhiều driver, nhiều những cái màn loa nhỏ để nó đảm nhiệm mỗi cái giải lớn khác nhau. Ví dụ như là giải trầm chẳng hạn, thì nó chỉ dùng được cái driver đấy để đảm nhiệm giải trầm thôi. Và giải mid cũng vậy, thì nó sẽ gồm nhiều loại driver khác nhau vào, và khi đó nó sẽ bị giới hạn một cái phần, đó là không gian ở trong tai bạn. Tai bạn không thể to ra để mà các bạn nhét được nhiều linh kiện được vào để sinh ra một loại driver gọi là driver BA, hay còn gọi là cái dạng driver hộp ấy. Thì nó sẽ là như thế này. Đây là một cái dạng driver mà nó sẽ đóng ở trong một cái hộp sắt, và cái màng loa nó sẽ rất là nhỏ ở trong cái hộp này, và sau đó thì mình sẽ lắp ráp. Thì như đây là drive bus, đây là driver mid và giải trap. Thì mình sẽ phải sử dụng những cái tụ trở để phân tầng cái tai nghe đó ra. Cái này chỉ cho cái giải bus thôi chẳng hạn, và cái này chỉ cho giải mid thôi. Và sau đó lắp ghép lại. Cái sự tính toán này nó sẽ được tính toán mô phỏng ở trên máy tính, và mình sẽ làm ra và thử nghiệm. Thì đó là những cái quy trình mà mình làm được ra cái con tai nghe này, và cái loại driver nó như vậy. Và về cái thiết kế của cái tai nghe này thì chắc là mình sẽ hẹn lại các bạn sau khi mà cái tai nghe được hoàn thành. Thì theo như Hải có nói với mình thì tai nghe sẽ hoàn thành đâu đó khoảng tầm từ 7 cho tới 10 ngày. Thì mình sẽ hẹn lại tất cả các bạn 7 đến 10 ngày nữa để xem là cái thiết kế mà Hải dành cho mình nó sẽ như thế nào. Ok. Mọi người, và thật sự là sau một cái quãng thời gian mình chờ đợi nó thì cuối cùng thì cái sản phẩm mà tai nghe của mình đây, mình cũng đã được trên tay cái sản phẩm tai nghe của mình mà do Legacy Ear đã làm cho mình. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái chiếc tai nghe custom này của mình.
Thì về cái đóng gói của sản phẩm thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ được đóng gói cũng khá đơn giản thôi, được đựng ở trong một cái hộp bằng da, nó cũng hình oval, nó cũng khá là xinh như này, màu nâu. Ở bên Legacy Ear thì có 3 loại thiết kế cơ, 3 loại packaging đóng gói cơ. Một là bao da hình tròn, 2 là một cái hộp chống sốc, và 3 là một cái hình oval như thế này. Thì mình đã chọn hình oval này bởi vì là mình thấy là nó cũng khá là đẹp, và thực chất thì nhìn nó cũng rất là ok, cũng rất là sang trọng và lịch lãm. Còn đối với những một số bạn nào mà hay di chuyển nhiều thì chúng ta có thể dùng cái hộp chống sốc kia, thì nó sẽ giúp là bảo vệ cái tai nghe được tốt nhất có thể. Thì ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái cặp tai nghe custom mà Legacy Ear đã làm cho mình. Về cái phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ chỉ có bên trong là một cái tai nghe cũng như là một cọng dây cáp stock 4x4, nghĩa là dây 4 lõi. Dây tai nghe thì mình nhớ không nhầm là nó chia ra khá là nhiều loại, loại 4 lõi này, loại dây đồng mạ bạc này, rồi dây phun đồng, dây phun bạc. Mỗi một loại dây nó lại đều cho ra một cái chất âm khác nhau. Thật sự là trong cái thời gian vừa rồi, trong thời gian mà mình ngồi chờ tai nghe làm ấy, thì mình cũng đã tìm hiểu khá là nhiều về âm thanh, vì là mình thấy là có những cái cọng dây ấy, nó rất là đắt, nó lên tới 50 triệu một cái cọng dây cắm tai nghe không, và có những sợi dây thì nó rất là rẻ. Mình nghĩ là đắt thì sát ra miếng thôi, cho nên là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng là đầu tư đâu đó một cái cọng dây chắc là khoảng tầm 5 triệu thì để cho nó sử dụng hết được cái chất âm của cái con tai nghe custom này của mình. Thì bên trong này chúng ta sẽ có một cái tai nghe như này thôi, cũng đóng gói cũng rất là đơn giản, và một cái cọng dây stock. Ngoài ra thì mình đã trang bị thêm một cái cọng DAC, DAC chuyển đổi để giúp cho cái âm thanh nó trở nên được hay hơn. Đây là một cái DAC chuyển đổi của Ibasso DC02. Thì cái cáp này mình nghĩ là nó cũng đã khá là hot và rất là thịnh hành ở trên thị trường rồi. Và trước mặt mọi người đây là một cặp tai nghe custom mà mình vừa mới đặt của Legacy cái thời gian vừa rồi. Về cái thiết kế của cái sản phẩm này thì mình sẽ chọn một cái tông màu chủ đạo thôi, là một cái màu đen, nó hơi trong trong một chút. Vì cái chất liệu mà làm nên cái tai nghe này thì nó có vô vàn cái chất liệu, như là chất liệu bằng gỗ này, bằng bạc này. Thậm chí là nếu như mà các bạn mà giàu ấy, hoặc là chịu chơi hẳn ấy, thì các bạn cũng có thể làm bằng vàng luôn, với điều kiện là nó rất là đắt. Chúng ta phải chịu chơi thì chúng ta mới có thể làm được những người ta nghe nó độc bản như thế. Tai bên tay phải này thì các bạn sẽ có một cái thiết kế nó cũng vô cùng là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có được một cái hình màu đen là chủ đạo này, sau đó thì có thêm những cái vết nứt nhũ màu bạc. Tại sao lại là màu bạc thì một lát nữa thì mình sẽ nói cho các bạn nghe. Về cái bên tay phải thì được khắc cái logo của mình. Nếu như mà các bạn nào đã theo dõi mình từ rất lâu rồi thì mình, những cái sản phẩm mà mình đặt custom ấy đều có cái logo này hết, kể cả là cái chiếc nhẫn mà mình đang đeo ở đây, cũng như là cái bộ grill mà mình đặt cho cái răng ấy cũng đều có cái logo của mình. Ở mặt bên trong này chúng ta sẽ có khắc được một cái chữ là Legacy Ear, và bên tay trái thì sẽ có cái danh số của sản phẩm ở đây, như kiểu là một cái mã sản phẩm mà các bạn được khắc ở lên trên này luôn. Ngoài ra thì mình có vẩy một chút nhũ bạc ở đây, thì đó là một cái sự liên kết của mình giữa tay trái với tay phải, nó liên kết bởi cái nhũ bên này là bằng bạc. Đó, cái nhũ bên tay phải là bằng bạc. Còn cái logo bên tay trái thì chúng ta sẽ có một cái phần nền là phần nhũ bạc, phần vẩy bạc. Thế cho nên là nó sẽ có một cái sự đồng nhất hơn khi mà các bạn đeo cái tai nghe custom này. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình đeo cái chiếc tai nghe custom này này là thật sự là nó lúc đầu ấy, khoảng một tiếng đầu thì mình chưa quen, bởi vì là nó khá là sát với cả cái phần màng nhĩ của mình. Nhưng mà mình đeo đâu đó khoảng tầm 1-2 ngày, cho tới bây giờ là khoảng đâu đó khoảng tầm 10 ngày hơn rồi, thì mình thấy là nó đúng sinh ra là để dành cho chính bản thân mình. Đúng là những cái đồ custom lúc nào cũng rất là phù hợp với cả bản thân mình luôn, bởi vì là nó đã làm ra dành riêng cho bản thân. Khi mà các bạn đeo ấy thì thật sự là cái âm thanh môi trường bên ngoài ấy, từ những mọi người nói chuyện này, hay là những cái tiếng còi, tiếng xe ấy, các bạn đều không bao giờ nghe thấy. Nó sẽ giảm được đâu đó khoảng tầm từ 30 cho tới 40 decibel. Và về cái chất âm của cái tai nghe này thì mình có nói với cả Legacy là làm cho mình giống với cả cái loa kiểm âm nhất có thể. Ở nhà mình thì hiện tại mình cũng đang sử dụng một cái cặp loa kiểm âm. Thế cho nên là đối với một số bạn mà không thật sự là có nghĩa là các bạn mua tai nghe về hay là mua loa về chỉ để nghe nhạc ấy, thì mình khuyên là mọi người nên sử dụng những cái loa hay là những cái tai nghe mà để chuyên dành cho nghe nhạc. Còn mình sử dụng cái tai nghe này cũng như là loa kiểm âm thì nó có một số cái đặc thù, tính chất đặc thù của công việc ấy. Thế nên là mình bắt buộc là cần một cái âm thanh nó phẳng nhất có thể. Có nghĩa là khi mà các bạn thu âm từ mic như thế nào thì các bạn nghe được đúng
nó sẽ là như vậy từ nhà sản xuất luôn. Có nghĩa là dạng dạng một kiểu như là nghe raw ấy, nó không có cái chuyện là sẽ boost cái phần bass lên này, hay là giảm cái phần bass xuống rồi tăng cái phần chép lên để khiến cho cái bài nhạc nó hay hơn. Thì thật sự là cái đấy thì mình không thích, bởi vì là mình muốn cái những cái gì nó kiểu nó chân thật và nó flat, nó phẳng ấy. Về cái phần biểu đồ âm thanh thì mình sẽ để ở đây để cho các bạn có thể là cảm nhận được là nó flat như nào, nó phẳng như nào. Và các bạn có thể thấy là ở cái biểu đồ âm thanh ấy, từ các giải thấp nhất cho tới cao nhất, nó đều phẳng lì. Ở đây thì mình sử dụng cái cổng kết nối, đó chính là cổng 3.5 thôi. Thì nó đây là một cái cổng mà phổ thông mà hầu hết là những thiết bị âm thanh bây giờ thì đều hỗ trợ ở cổng 3.5. Và một cái điều mà mình cũng rất là thích ở trên cái chiếc tai nghe này là khi mà đeo vào ấy thì nó khá là giống ca sĩ, nhìn nó rất là kiểu chuyên nghiệp, rất là ngầu. Thế cho nên là mình đã quyết định là làm một chiếc tai nghe custom này. Và về cái tai nghe này này, là mình bỏ tiền ra mua 100%, chứ không có chuyện là Legacy tài trợ cho mình hay như nào đâu. Nhưng mà mình muốn làm cái video giới thiệu với cả các bạn về cái tai nghe custom cũng như là Legacy, bởi vì là đây là một cái trải nghiệm rất là mới. Và nếu như mọi người thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Mình sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ đem tới mọi người một cái trải nghiệm, nhiều trải nghiệm hơn. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace out.